Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này, mình chia sẻ cho anh em tính năng bảo mật hai lớp trên ứng dụng Zalo, tăng cường tính bảo mật và để tránh bị hack tài khoản nghe anh em. Nếu anh em biết rồi, bỏ qua giùm mình. Trước tiên thì anh em cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android, nên anh em sẽ vào cửa hàng CS Play để cập nhật. Còn trên iPhone thì anh em sẽ vào App Store. Nếu anh em đã cập nhật rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Anh em bắt đầu mở Zalo lên. Vào biểu tượng trang cá nhân. Vào bánh răng cài đặt. Tiếp tục chọn tài khoản và bảo mật. Ở đây thì anh em sẽ chọn xác thực hai lớp và bật nó lên. Khi anh em bật chế độ này, Zalo sẽ yêu cầu mã kích hoạt khi tài khoản của anh em được đăng nhập trên thiết bị lạ. Rồi, mình cũng dừng lại nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.